10 nha. Thấy chưa? Chạy lên đây, chạy lên đây. Rồi hôm nay mới gọi cho anh đúng không? Dạ. Yeah. Mới dùng dao để làm ẩm mỏm lên. Được, được test đúng không? Test rồi quay kiểm tra luôn. Hả? Test xem hàng. Ừ, thì xuống đi, xuống giống từ từ mà không. Không phải, tại vì mấy hôm nay người nó tồn đây lâu quá, người ta gọi, người ta tưởng anh bùng hàng, người ta chứ mấy triệu chứ đâu phải ít đâu đúng không? Cái này hàng gì vậy? Hay. Hả? Hàng gì vậy? Ờ, bây giờ mình uống cái gì này? Uống gì anh mời này. Cho em chai nước đây, cho lon đồ hút đi. Đồ lung đao. Thấy không? Cái màu vàng hả? Ừ. Đi gọi không giao, cuối cùng anh bỏ lên cơ quan không lên, lên nhà không lên, làm cuối cùng cho người ta tưởng anh bùng hàng, người ta nói đúng không? Lơi này. Ừ. Anh ghi để chê trong nhà lơi. Dạ. Cái này thấy bao nhiêu? Trăm ký đấy, trăm đấy ông, không có số mà có số 80 thì đặt có 80 ông, 100 rồi từ từ cho nó xước rồi trả lại còn cái này. À, ông bẻ cái này không? Tao bẻ nữa. Đón đây về nhà nội hả? Đây. Có được không đây? 80 nha, thấy chưa? Cô gái này đúng không ạ? À, hôm nay là mình hơi yếu thật. Ông như vậy là khỏe rồi đấy. Khỏe đầu tiên mà 80 là cố là được đấy. Đang ốm. À, mấy hôm là sẽ được. Rất là tốt. Tốt đấy. Đấy. Số 70 này. Bây giờ hiểu thầy mới đấy. Đứa nào vào đấy? Đứa nào vào đây bẻ thế thì ăn nào. Ủa, em là đàn khoa thôi, mẹ được đấy. Bà chứ vào đây. Cái đây bao nhiêu? 40. 40 ạ. 70. Được á, gần được á. Ôi, thật sự chết rồi rồi. Trời ơi, không chà. Được. Thôi, không phải bỏ vô đâu em ạ. Để nữa luôn mà. Đừng nào chạy nghiêng. Dạ, không đồng à? Không đồng à? Dạ. Rồi, anh cho chú 20.000 uống nước, được chưa? Rồi cho thêm ron bổ húc ở lấy không? Dạ. Đây. Cho nó 50.000 nha. Được chưa? Dạ. Yeah. Mày chưa bây giờ mày giao hàng cho anh sao? Từ đứa nào mà tới giao hàng cho anh, nó có anh có hàng đem đến tận nhà nó gọi đâu phải ra vậy đâu. Bây làm không mấy hôm nay anh khổ mấy cái anh giao hàng thì hỏi. Ghê à? Đúng không? Với anh sốt chứ. Mấy anh sốt hơn tuần rồi chứ, người ta cũng gửi hàng đi mà người ta cũng sốt ruột, người ta tưởng mình bùng hàng người ta chứ, đúng không? Dạ, nó ở nhà em á, nhưng mà cái app thì nó ở lại ở trong ở nhà em hả? À, ngay chỗ cái xăng nhà nước này. À, vậy là nhưng mà cái app nó lại ở trong Zalo nên là em không có giao được. Nhưng mà hôm anh gọi chú gọi cho anh bảo ở đâu thì chú biết được gì nữa. Dạ. Con dạy nghề biết được chuyện gì nữa. Cái chỗ nhà anh thì anh cũng nói thì chỉ nhà rồi đúng không? Dạ. Bảo thì bảo xa quá không chạy lên mình nhà ngay chỗ cái xăng nên không chạy nhanh. Nó gần rồi. Là nó không qua app nên là em không chạy được. Không qua app à? Dạ.